Chào các bạn, tên tôi là Trực. Mỗi một phong cách âm nhạc đều có một cái điểm nhấn và một cái phong cách riêng biệt khác nhau. Đôi khi chúng ta sẽ cần một cái phong cách lãng mạn, trữ tình và nhẹ nhàng. Và đôi khi chúng ta sẽ cần một cái phong cách âm nhạc đầy nhiệt huyết, năng động và sôi động như thế này. Và đây chính xác là những gì tôi sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay với 10 mẫu tiết tấu khác nhau cho 10 phong cách âm nhạc khác nhau. Ở mẫu đầu tiên hoàn toàn phù hợp với các bài hát nhạc pop và cái nguồn cảm hứng được lấy từ những cái bản nhạc thời đại mang nhiều cái phong cách âm nhạc khác nhau. Trước tiên chúng ta chỉ cần chọn một hợp âm để chơi. Ví dụ như hợp âm đô trưởng bao gồm các nốt trên cần đàn guitar, nó sẽ là nốt đô, nốt mi, nốt son, nốt đô và nốt mi lặp lại. Ở nhịp đầu tiên, tay phải chúng ta sẽ chơi cùng lúc các ngón cái, trỏ, giữa và áp út như thế này. Đối với nhịp 2, 3, 4 chỉ chơi bằng trỏ, giữa và áp út như thế này. 2, 3, 4. Đô trưởng 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đây là mẫu siêu đơn giản và nhân tiện, các bạn có thể tải xuống tệp PDF miễn phí với các mẫu đó ở phía dưới mục miêu tả. Và bây giờ chúng ta hãy thử thêm một hợp âm nữa, chẳng hạn như là hợp âm la thứ thì sẽ bao gồm các nốt trên cần đàn guitar, nó sẽ là la, mi, la, đô, mi. Tay phải ở nhịp đầu tiên chơi cùng lúc các ngón cái, trỏ, giữa và áp út như thế này. Các nhịp 2, 3 và 4 chơi bằng trỏ, giữa và áp út. 2, 3, 4. La thứ 1. Và bạn hoàn toàn có thể áp dụng mẫu này cho bất kỳ kiểu tiến triển hợp âm nào. Vì vậy, hãy bắt đầu nghe điều này ngay bây giờ. Tiếp theo là nhạc rock và mẫu này được lấy nguồn cảm hứng từ bài hát Love Song của Tesla, và để chơi mẫu này hãy chọn lại một hợp âm. Ví dụ như hợp âm đô trưởng sẽ bao gồm các nốt là đô, mi, son, đô và mi lặp lại. Và lần này bạn sẽ chơi cùng lúc các ngón bên tay phải, nó sẽ là cái, trỏ, giữa và áp út ở nhịp 1. 1. Dở của 1 chúng ta sẽ chơi bằng trỏ. Ở nhịp 2 sẽ chơi bằng ngón giữa và áp út. Nhịp 2.
Dở của 2 sẽ là chỏ. Nhịp 3 và 4 tương tự nhịp 2. 3 và 4 và. Đô trưởng 1 và 2 và 3 và 4 và. 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 Thêm một hợp âm nữa, hợp âm la thứ, nhịp 1 tay phải sẽ chơi cùng lúc các ngón cái, trỏ, giữa và áp út. Nhịp 1. Dở của 1 chơi bằng chỏ. Nhịp 2 chơi bằng giữa và áp út, chơi cùng lúc. Dở của 2 chỏ. Nhịp 3 và 4 tương tự như nhịp 2. 3 và 4 và. Hợp âm la thứ 1 và 2 và 3 và 4 và. 1 và 2 và 3 và 4 và. 1 và 2 và 3 và 4 và. Hãy chơi ngay bây giờ với phần hỗ trợ của nhạc nền. Và mẫu tiếp theo siêu đơn giản, bạn chỉ cần nhấn nút thích và đăng ký. Kênh Quay Lại Ngay Bây Giờ dành cho các nhạc sĩ. Và lần này chúng ta sẽ chơi mẫu blues, 12 ô nhịp blues. 12 ô nhịp blues siêu truyền thống có nghĩa là trên cây đàn guitar chúng ta sẽ chọn một hợp âm. Ví dụ như hợp âm đô trưởng Đô, Mi, Son, Đô, Mi, thêm nốt La. Thực ra chúng ta đang chơi các nốt của hợp âm đô trưởng Đô, Mi, Son và cộng thêm nốt La, nghĩa là bậc 1, 3, 5 và 6. Và đây sẽ là mẫu để chúng ta chơi cho các nốt trầm trên đàn guitar. Nhịp đầu tiên chơi cùng nhau bên tay phải với các ngón cái, trỏ, giữa và áp út. Dở của 1 chỉ chơi trỏ, giữa và áp út. Và sau đó tiếp tục chơi lại nốt trầm một lần nữa ở nhịp 2. Tương tự chơi nốt trầm ở nhịp 3 và nhịp 4. Đây sẽ là mẫu và bạn có thể áp dụng vào bất kỳ hợp âm nào khác, ví dụ như pha trưởng, chơi chính xác các nốt cùng nhau, pha, la, đô ở nhịp đầu tiên và chúng ta chỉ cần thêm nốt thứ 6 là nốt rê. Và chúng ta sẽ chơi tất cả cùng nhau ở nhịp đầu tiên và nhịp dở. Và tiếp tục chơi theo mẫu cho các nốt trầm, đó là la, đô và rê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe mẫu này trong tiến trình hợp âm blues 12 ô nhịp.
mẫu tiếp theo lấy nguồn cảm hứng từ bài hát Hit the Road của Ray Charles, và bí mật của mẫu này là thêm chuyển động vào tiến trình hợp âm của bạn. Và đó là lý do vì sao bạn cần 4 hợp âm ở mẫu này. Vậy hợp âm đầu tiên chúng ta sẽ chơi đó là hợp âm La thứ, gồm các nốt La, Đô, Mi với La cho nó trầm. Hợp âm số 2 Son, Son, Si, Son với nó Son trầm. Hợp âm số 3 La, Đô, Fa, Fa cho nó trầm. Và sau đó quay lại Son, Son, Si, Son với Son. Và bắt đầu mẫu, bạn chơi hợp âm La thứ âm trầm bằng ngón tay cái của tay phải. Và âm bổng chơi bằng các ngón trỏ, giữa và áp út chơi cùng lúc. Son trầm và bổng. Fa trầm và bổng. Son trầm và bổng và trầm. Một lần nữa, La, Son, Fa, Son. Bây giờ chúng ta sẽ nghe với sự hỗ trợ của nhạc nền. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhạc reggae và mẫu tiếp theo được lấy nguồn cảm hứng từ bài hát No Woman No Cry của Bob Marley. Và để chơi mẫu này, hãy chọn hợp âm son trưởng gồm các nốt son, si, son với nốt son trầm. Và sau đó bạn sẽ chơi tay phải bằng ngón tay cái ở nhịp đầu tiên cho âm trầm son. Đối với âm bổng chơi bằng chỏ, giữa và áp út cho các nhịp còn lại. Son, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Son và hai và ba và bốn và đô và hai và ba và bốn và son và hai và ba và bốn và. Điều này sẽ giúp bạn đếm nhịp và chơi hoàn hảo về thời gian. Một và hai và ba và bốn và một và hai và ba và bốn. Và bây giờ chúng ta hãy nghe với phần hỗ trợ của nhạc nền. Tiếp theo là hip hop và lấy nguồn cảm hứng từ bài hát On My Life của Lil Durk. Trước tiên hãy chọn một hợp âm, ví dụ hợp âm La thứ với La trầm. Và trước khi chơi toàn bộ hợp âm, bạn sẽ cần chơi hai nốt quay lại đó là Son và Son thăng như thế này. Và sau đó lặp lại hợp âm La thứ. Bạn có thể chơi với bên tay phải ngón cái chơi các nốt Son, Son thăng và La. Và chỏ, giữa và áp út chơi các hợp âm cho các nhịp còn lại. Cuối cùng Son trầm. Bạn có thể lặp lại chính xác điều tương tự bằng tất cả các ngón tay.
chúng ta hãy nghe với bản nhạc đệm nền. Chuyển sang nhạc cổ điển, và mẫu này lấy nguồn cảm hứng từ bài hát Four Elise của Beethoven. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chơi hợp âm La thứ. Tay phải, nhịp đầu tiên chơi bằng ngón cái. Dở của một chơi bằng chỏ. Nhịp hai chơi giữa và áp út cùng lúc. Dở của hai chơi bằng chỏ. Nhịp ba tương tự nhịp hai. La và hai và ba và la và hai và ba và la và hai và ba và bạn cũng có thể thêm nhiều quãng tám hơn vào mẫu này. Bạn có thể bắt đầu chơi chính xác ở vị trí đầu tiên của hợp âm la thứ. La và hai và ba và. Và sau đó di chuyển tay trái của bạn sang vị trí tiếp theo ở phím đàn số 5. La và 2 và 3 và la và 2 và 3 và. Và bây giờ chúng ta hãy nghe với phần hỗ trợ của nhạc nền. Phong cách tiếp theo là sôi nổi và bắt nguồn từ bài hát Back to Life của Soul to Soul. Vì vậy, để chơi mẫu này và có được âm thanh hay, bạn có thể thêm nốt thứ 7 vào hợp âm. Trong trường hợp này, tôi cũng sẽ thêm nốt si dán vào để chơi. Bạn sẽ chơi hợp âm đô trưởng 7, chẳng hạn như tay phải chơi đô mi bằng ngón tay cái ở nhịp đầu tiên. Và nhịp thứ hai và dở của hai chơi bằng chỏ giữa và áp út và chơi tất cả các ngón tay cùng nhau đối với âm bổng. Dở của hai âm trầm chơi bằng ngón tay cái. Và nhịp thứ ba không chơi. Dở của ba âm bổng chơi bằng chỏ giữa và áp út. Âm trầm ngón cái. Và nhịp cuối cùng, nhịp bốn chơi cùng lúc cái, chỏ, giữa và áp út. Đô trưởng 7. Hãy cùng nghe tiến trình hợp âm. Đối với cha, bạn cần thêm nhiều màu sắc hơn vào hợp âm của chúng ta. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chơi re thứ nhưng thêm nốt đô bậc 7. Với nốt re, chơi bằng ngón tay cái ở bên tay phải.
và sau đó là son chuyển 7, son si fa. Với nó son chơi bằng ngón tay cái và đô trưởng major 7, đô mi son si. Với đô chơi bằng ngón tay cái. Và đối với bên tay phải, bạn cũng sẽ thêm một chút di chuyển của hợp âm. Vì vậy, cách chơi ngón tay cái cho hợp âm Re thứ 7 nó sẽ là Re, Mi, Fa, La. Đây sẽ là mẫu của chúng ta. Nên, đối với hợp âm son trưởng cũng vậy, di chuyển son, La, Si, Re. Và đây là hợp âm son trưởng 7. Và đối với hợp âm đô trưởng major 7, di chuyển đô, Re, Mi, Son. Vì vậy, kết hợp tay trái bấm hợp âm Re thứ 7, 1 và 2, 3, 4, son trưởng 7, 1 và 2, 3, 4, đô trưởng major 7, 1 và 2, 3, 4, đô trưởng 6, 1 và 2, 3, 4. Chơi lại một lần nữa, Re thứ 7, 1 và 2, 3, 4, son trưởng 7, 1 và 2, 3, 4, đô trưởng major 7, 1 và 2, 3, 4, đô trưởng 6, 1 và 2, 3, 4. Và bây giờ chúng ta hãy nghe với bản nhạc nền. Tiếp theo là Bossa Nova, và nguồn cảm hứng của mẫu này là lấy từ bài hát The Girl from Ipanema của Tom Jobim. Và để chơi mẫu này, bạn cần tất cả các hợp âm giống nhau, chẳng hạn như là Re thứ 7, son trưởng 7 và cuối cùng là đô trưởng major 7. Và đối với mẫu này, tay phải bạn chơi các ngón cái và hợp âm cùng nhau ở nhịp đầu tiên, 1. Nhịp thứ 2 chỉ chơi hợp âm 2. Và nhịp thứ 3 ngón cái và hợp âm 3 và nhịp số 4 không chơi. Chuyển qua tiến trình hợp âm son trưởng 7 và đô trưởng major 7 giống nhau. Son trưởng 7, 1 2 3 và 4. Đô trưởng major 7, 1 3 và 4, 1 2 3 và 4. Và bây giờ chúng ta hãy nghe với sự hỗ trợ của phần nhạc nền.